Đây là một môn được các công ty đa quốc gia du nhập vào Việt Nam, cho nên tôi xin mượn hai cái định nghĩa của hai công ty mà tôi đã từng làm qua. Công ty thứ nhất đó là Unilever. Unilever thì họ nói rằng là gì? Trade marketing chính là để cho người tiêu dùng hoặc là người mua hàng đấy trải nghiệm thương hiệu của mình ngay tại điểm bán. Ở đây có cái từ trải nghiệm, tức là ngay cái lúc mà người tiêu dùng họ nhìn thấy cái thương hiệu mình tại điểm bán thì làm sao cho cái thương hiệu mình tương tác với người mua và làm sao cho họ mua sản phẩm của mình. Cái định nghĩa thứ hai cũng khá là hay, đó là của công ty Diageo. Họ nói rằng hãy chiếm lấy trái tim của người mua ngay lúc mà họ ra quyết định ngay tại điểm bán. Như vậy rõ ràng qua hai cái định nghĩa này thì mọi người sẽ thấy đó là xuất hiện ba cái khái niệm. Một là cái thương hiệu của chúng ta, tức là các sản phẩm của chúng ta, các hàng hóa của chúng ta. Chuyện này thì ai cũng biết đúng không ạ? Công ty nào cũng có một sản phẩm, công ty nào cũng có một hàng hóa. Tuy nhiên xuất hiện một cái đối tượng thứ hai nữa, mà đối tượng này rất là quan trọng, đó chính là người mua, hay còn gọi là shopper. Ngay cái lúc mà người ta sắp ra quyết định mua thì cái thương hiệu nào hấp dẫn người ta, cái thương hiệu nào là làm cho người ta chú ý, cái thương hiệu nào đập vào mắt người ta thì người ta sẽ lựa chọn thương hiệu đó. Đó là sự tương tác giữa người mua với cái thương hiệu của chúng ta. Tuy nhiên ở thị trường Việt Nam, cái việc kinh doanh qua online cũng khá là phát triển. Tuy vậy, cái việc mà người mua đến các tại điểm bán thì vẫn còn chiếm phần đa, tức là người mua cần phải đến những cái nơi có bán hàng, ví dụ như là cửa hàng hoặc là siêu thị. Như vậy đối tượng thứ ba đó là các cái khách hàng của chúng ta, các đối tượng trung gian, đó là cửa hàng nè, đó là siêu thị, đó là các cái siêu thị nhỏ, cửa hàng tiện ích, vân vân. Chào mừng bạn đến với các khóa học kỹ năng cùng chuyên gia tại nền tảng giáo dục trực tuyến Kina. Nếu bạn chọn phương thức thanh toán thu tiền tại nhà, đầu tiên bạn cần kích hoạt khóa học. Kina sẽ gửi phong thư chứa mã kích hoạt và hướng dẫn sử dụng tới địa chỉ của bạn. Đăng nhập tài khoản và điền ngay mã tại trang kích hoạt. Khóa học sẽ được thêm vào mục Khóa học của tôi. Với các phương thức thanh toán trực tuyến, khóa học sẽ được tự động thêm vào khóa học của tôi sau khi giao dịch của bạn được xác nhận. Để xem các khóa học mà bạn đang sở hữu, hãy truy cập website kina.vn và đăng nhập tài khoản của bạn. Từ trang chủ, bạn có thể dễ dàng vào trang khóa học của tôi. Kina thiết kế trang khóa học của tôi như quyển nhật ký hỗ trợ bạn quản lý các hoạt động học tập hiệu quả. Để giúp bạn theo dõi lịch sử học tập, các khóa học được tự động sắp xếp theo trạng thái đã mua và đã học. Trên từng khóa học, Kina sẽ thông báo đến bạn tiến độ học tập hiện tại. Học liệu từ tất cả các khóa học được xếp gọn gàng tại thẻ tài liệu. Giờ đây, bạn có thể truy cập tài liệu tham khảo bất cứ lúc nào mà không cần tỉ mẩn xem lại từng video bài giảng. Hỏi đáp với giảng viên và lịch sử tương tác cùng các học viên khác sẽ được tự động tập hợp theo tên khóa học. Đây là một chức năng rất được yêu thích tại Kina vì nó làm cho việc ghi nhớ kiến thức trở nên thật nhẹ nhàng. Cuối cùng, từ trang cá nhân của mình, bạn có thể dễ dàng quản lý mọi giao dịch tại Kina và hoàn thành thanh toán các khóa học. Với mong muốn đem lại sự tiện lợi cho học viên, Kina xây dựng giao diện học tập linh hoạt, hiển thị hoàn hảo trên mọi thiết bị, từ máy tính bảng, tới điện thoại di động. Giờ đây, kiến thức chỉ còn cách bạn một cú lích chuột. Trong quá trình xem video bài giảng, bạn có thể nhanh chóng tạo các ghi chú và tóm tắt ý chính của bài học. Video bài giảng được sắp xếp xen kẽ cùng với các bài tập trắc nghiệm để giúp bạn ghi nhớ kiến thức tốt hơn và làm cho quá trình học thú vị hơn. Với mong muốn tăng trải nghiệm tương tác, Kina phát triển chức năng hỏi đáp linh hoạt. Bạn có thể hỏi đáp thỏa thích với giảng viên và thảo luận với các học viên khác để thỏa mãn các nhu cầu kiến thức tức thời.
sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ được cấp chứng nhận online miễn phí. Nếu bạn muốn chạm vào thành quả của mình, Tina sẽ cung cấp cho bạn chứng nhận offline được lồng trong khuôn gỗ có chữ ký và đóng dấu của công ty. Trong trường hợp video hướng dẫn này vẫn chưa thỏa mãn hàng vạn câu hỏi của bạn, hãy liên hệ với Tina qua số hotline 1900 636409 để được hỗ trợ nhé. Tina, nền tảng giáo dục trực tuyến về kỹ năng hàng đầu, được tin tưởng bởi hơn 200 chuyên gia và hơn 300.000 học viên trên cả nước. Cùng Tina chinh phục mọi kỹ năng để nâng tầm sự nghiệp và làm chủ cuộc sống.